Theo lời khai ban đầu của Phạm Đức Thế, số ma túy nhóm này sử dụng vào ngày 5 tháng 3 là do Thế mua với giá 3 triệu đồng với mục đích đem về sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án chị Trần Mỹ Hát sinh năm 1998, trú tại Trương Mỹ, Hà Nội, tử vong bất thường ở căn hộ ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Công Vị, quận Ba Đình. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, để điều tra vì có liên quan đến vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn bắt khẩn cấp Phạm Đức Thế, sinh năm 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thế là người cho Châu Việt Cường cùng nhóm bạn của mình vào căn hộ và sử dụng ma túy tổng hợp ketamin vào ngày 5 tháng 3. Qua quá trình điều tra vụ án, công an đã thu giữ của Phạm Đức Thế một lượng chất màu trắng nghi là ma túy. Đối tượng Thế khai nhận, nhóm của Thế và Châu Việt Cường đã sử dụng chất này. Kết quả giám định cho thấy, chất màu trắng thu giữ tại nhà Thế chính là ketamin, một loại ma túy tổng hợp. Theo lời khai ban đầu của Phạm Đức Thế, số ma túy trên do Thế mua với giá 3 triệu đồng với mục đích đem về để sử dụng. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cũng cho thấy, Châu Việt Cường, ca sĩ Nam Kham, Phạm Đức Thế cùng cô gái tên Đỗ Phượng Anh đều dương tính với ma túy, có sử dụng ma túy. Qua quá trình điều tra, đến ngày 6 tháng 3 Châu Việt Cường được đưa đi điều trị tại bệnh viện vì ăn quá nhiều tỏi. Đến tối 9 tháng 3, khi sức khỏe của Cường đã ổn định, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa Cường vào nhà tạm giữ của Công an quận Ba Đình, Hà Nội. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Chiều mùng 6 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ba Đình cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để phục vụ công tác điều tra. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Đối với Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường sinh năm 1984 ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa và điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Phạm Đắc Thế sinh năm 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Như an ninh thủ đô đưa tin, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, Châu Việt Cường và ca sĩ tự do đoàn Quý Nguyên tức Nam Khang sinh năm 1985, quê quán Phúc Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, rủ nhau về nhà của Phạm Đức Thế tại phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Công Vị, quận Ba Đình để sử dụng ma túy. Tại đây, nhóm Cường gọi thêm chị Trần Mỹ Hát, sinh năm 1998, ở huyện Trương Mỹ, Hà Nội, và Đỗ Phương Anh, sinh năm 1995, ở tỉnh Sơn La, cùng đến sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Khoảng đến 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị Hát bị ma nhập, nên nhét tỏi vào miệng cô gái này để trừ ma. Hành động của Cường khiến chị Hát tắc thở dẫn đến tử vong. Qua pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi trong miệng Hát, gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp. Sáng mùng 5 tháng 3, người dân <laughs> sáng mùng 5 tháng 3, người dân sống ở khu tập thể nằm trong khu phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Công Vị, quận Ba Đình, phát hiện Châu Việt Cường chạy từ cầu thang ra đường với những biểu hiện bất thường. Phía sau có một cô gái trẻ khác và cùng kêu cứu. Nhờ người dân gọi hộ xe cấp cứu, khi lực lượng chức năng đã phát hiện trong căn phòng mà Châu Việt Cường ở cùng nhóm bạn đêm hôm trước có một cô gái trẻ đã tử vong. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trong lúc phê ma túy, ngoài việc lấy tỏi nhét vào miệng nạn nhân hát, Cường còn bảo thế nhờ gọi hai thầy cúng là Phạm Văn Tê, sinh năm 1981 và Phạm Thị Quy, sinh năm 1985 cùng quê quán Ninh Bình đến làm lễ trừ tà. Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5 tháng 3, khi hai thầy cúng có mặt tại căn hộ trên, thấy nhóm cường có biểu hiện phê ma túy đồng thời phát hiện chị hát đã tử vong nên vội vàng đến cơ quan công an trình báo tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra ngay sau đó châu việt cường và những người liên quan đến vụ việc cũng đã được đưa về cơ quan công an bước đầu cường khai nhận dạng sáng mùng 5 tháng 3 khi đi biểu diễn ở khu công nghiệp tỉnh hải nam về cường đón nam khang đi ăn sau đó cả hai đến nhà thế tại đây cường bỏ ma túy dạng đá ra cho cả ba cùng sử dụng đến 3 giờ 30 phút, Nguyên gọi điện thoại rủ PA và PA rủ thêm chị H cùng đến phòng của Thế. Tại đây cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Đến 7 giờ sáng cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy lần 3. Tuy nhiên lần này không có mặt Nam Khang vì người này đã đi Thái Bình để biểu diễn từ sáng sớm. Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị Hát bị sốc, rơi vào tình trạng phê. Cường gọi Hát là bà cô tổ, còn Hát thì gọi Cường là con, rồi cả hai chắp tay lại nhau. Sau đó Cường nghĩ Hát bị ma nhập nên chạy đi mua tỏi, đè chị Hát ra và nhét tỏi vào miệng. Thấy vậy T và PA can ngăn nhưng không được nên đành bỏ ra ngoài. Sau đó Cường cầm điện thoại di động chạy ra khỏi nhà kêu gào, nói vì thế là đã giết người. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Tức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Theo cô Nguyễn Thị Tê, trước khi cảnh sát phát hiện một cô gái trẻ tử vong tại căn hộ ở phường Công Vị, thì cô Tê thấy nam ca sĩ Châu Việt Cường từ cầu thang bộ chạy ra đường với những biểu hiện rất bất thường, liên tục nói nhảm sau đó vái lại mọi người. Liên quan đến cái chết của cô gái 20 tuổi ở Trương Mỹ, Hà Nội, hiện nam ca sĩ Châu Việt Cường đang bị điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Tối mùng 5 tháng 3, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình đã có báo cáo gửi lãnh đạo công an Hà Nội về vụ cô gái trẻ tử vong sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường và nhóm bạn. Tại cơ quan công an, bước đầu ca sĩ Châu Việt Cường khai nhận đã cùng cô gái tên Hát về nhà bạn sử dụng ma túy suốt đêm, sau đó bị ảo giác nên đã mua tỏi giải khắp nhà. Ngoài ra do Cường nghĩ cô Hát bị ma nhập nên ghi cổ, nhét tỏi vào miệng khiến Hát nghẹt thở rồi dẫn đến tử vong. Liên tục nói nhảm, vái lại người khác. Sáng 6 tháng 3, Phóng viên tìm về khu nhà nơi xảy ra vụ việc khiến Trương Mỹ Hát 20 tuổi ở Trương Mỹ Hà Nội tử vong. Nhiều người dân vẫn chưa hết sợ hãi. Trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Tê, chủ một cửa hàng kinh doanh cạnh nơi trung cư phát hiện cô gái tử vong cho biết, khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 5 tháng 3, họ thấy ca sĩ Châu Việt Cường từ cầu thang bộ chạy ra ngoài đường với những biểu hiện bất thường. Nam ca sĩ này liên tục nói nhảm, sau đó vái lại một số người. Theo cô Tê, lúc chạy ra khỏi chân cầu thang, trên tay Cường còn cầm một số vật dụng nhưng cô Tê không nhìn rõ, rồi tiếp tục quay lại nói nhảm thậm chí còn vái lại một số người. Cũng theo lời kể của những người dân sống cạnh khu nhà nơi phát hiện thi thể cô Hát, sau khi Châu Việt Cường chạy ra, một số người dân còn nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái. Khi lực lượng chức năng có mặt thì phát hiện Hát đã tử vong trong tư thế ngồi dạng háng, trong miệng có nhiều củ tỏi. Theo người dân trong khu vực, khi họ thấy một số thanh niên lui tới chơi ở căn hộ cô gái tử vong. Tuy nhiên họ không để ý có Châu Việt Cường và cô gái tên hát hay không. Tại cơ quan điều tra bước đầu Phạm Đức Tê khai nhận đã mượn căn nhà này của một người quen từ trước Tết. Tối mùng 4 tháng 3, ca sĩ Châu Việt Cường đến nhà và rủ Tê chơi ma túy. Sau đó Cường gọi thêm Trương Mỹ Hát 1998 trú tại Trương Mỹ Hà Nội và một phụ nữ khác đến chơi cùng. Đến khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 3, Cường và chị Hát đều phê ma túy. Chị Hát cho rằng trong nhà của T có ma và tìm tỏi để nhai, rồi đưa cho Cường nhai cùng. Trong cơn ngáo đá, Cường cho rằng chị Hát bị ma nhập nên đã dùng tỏi nhét vào miệng nạn nhân, khiến chị Hát bị ngạt thở dẫn đến tử vong. Ngoài việc nhét tỏi vào miệng nạn nhân, nghi phạm còn cho rằng chị Hát bị ma nhập. Vì thế một người trong nhóm của ca sĩ Châu Việt Cường đã nhờ gọi hai thầy cúng, quê Ninh Bình đến làm lễ trừ tà. Danh tính hai thầy cúng lần lượt là Phạm Văn Tê, sinh năm 1981 và Phạm Thị Tê, sinh năm 1985, cùng chú tại Ninh Bình. Cả hai được Phạm Đức Tê, sinh năm 1981, chú tại Ninh Bình, một người chơi ma túy cùng Châu Việt Cường gọi tới. Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5 tháng 3, hai thầy cúng có mặt tại căn hộ tại khu 2,1A Cống Vị, phường Ba Đình, Hà Nội, để làm lễ trừ tà. Khi hai thầy cúng đến nơi phát hiện thấy Phạm Đức Tê và Châu Việt Cường đang có biểu hiện ngào đá, Bên cạnh đó có một cô gái đã tử vong. Thế vậy cả hai rất hoảng sợ và lập tức trình báo công an. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tại cơ quan công an, nam ca sĩ khai nhận tối hôm xảy ra vụ việc đã cùng bạn gái sử dụng ma túy dẫn đến cơ thể bị ảo giác. Do có ảo giác ma nhập nên Châu Việt Cường và Hát đã rắc tỏi qua nhà để trừ ma, sau đó bóc tỏi rồi cho vào mồm bạn gái khiến nạn nhân nghẹn dẫn đến tử vong. Ngày 5 tháng 3, Ca sĩ Châu Việt Cường sinh năm 1978 quê ở Thanh Hóa đã bị cơ quan quận Ba Đình Hà Nội tạm giữ để điều tra làm rõ vụ một nữ sinh hát 20 tuổi trú tại huyện Trương Mỹ Hà Nội tử vong bất thường. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Châu Việt Cường khai nhận dạng sáng cùng ngày đã đi cùng hát về nhà một người bạn ở khu tập thể thuộc phường Công Vị, quận Ba Đình. Một lúc sau, nam ca sĩ cùng một số người bạn đã tổ chức sử dụng ma túy dẫn đến cơ thể ảo giác bị ma nhập, nên Châu Việt Cường và hát đã rắc tỏi qua nhà để trừ ma sau đó Châu Việt Cường và Hát bóc tỏi rồi cho vào mồm. Do cả hai cho củ tỏi nguyên vào mồm Hát, nên nữ sinh này đã bị nghẹn dẫn đến tử vong. Năm 2016, Châu Việt Cường từng dọa bóc cổ dẫm phát chết ngay khán giả vì bật nhạc ca sĩ khác. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 5 tháng 3, nhận được tin báo Công an Phường Công Vị đã đến hiện trường tổ chức công tác xác minh ban đầu. Sau khi xác minh vụ việc, Công an Phường Công Vị đã chuyển hồ sơ lên Công an Quận Ba Đình để tiến hành điều tra làm rõ. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra.